Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện Phi Lai Hoành Khuyển của tác giả Vujit, audio do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện, tập 21. Hơn nửa đêm đang ngủ say, Tôn Phấn Cử mặt mày hoảng sợ lao xuống, sờ ngón tay bảo tay bị chuột cắn, nếu không phải có tiểu tử ngoài sân ăn lên mấy tiếng, Phương chỉ còn thực sự nghĩ mình vẫn đang trong mơ. Chuyện gì thế? Cậu bật đèn lên, thấy trên đầu ngón tay trỏ của Tôn Phấn Cử có một nhọt máu nhỏ đỏ, lập tức sửng sốt, nắm lấy tay Tôn Phấn Cử, chuột cắn. Ôi, Tôn Phấn Cử nén giọng, đúng, chuột nhà cậu. Phương Trì cũng không nói gì, cầm lấy tay hắn kéo hẳn ra sân sau, nắm lấy ngón tay hắn bắt đầu tàn nhẫn bóp. Tôn Phấn Cử cảm thấy ngón tay đau đớn, máu bắt đầu cũng ào ra từ vết thương trên ngón tay. Hắn suýt xoa nhíu mày, mẹ nó, chuột cắn tôi cũng không đau như thế này. Phương Trì không để ý tới hắn, lại bóp thêm mấy lần, sau đó kéo hắn tới vòi nước, vặn vòi nước chảy rồi tiếp tục bóp, cuối cùng lại lấy nước xà phòng tiếp tục rửa sạch vết thương. Không đúng, Tôn Vấn Cử nhăn mặt nói, phải thế cơ hả? Không biết, trước đây xem thì thấy bảo ít nhất phải rửa sạch 15 phút. Phương Trì nhìn hắn, sáng mai về rồi đầu tiên phải đi tiêm vaccine phòng bệnh. Tiêm vaccine phòng bệnh gì? Tôn Vấn Cử hỏi. Hỏi bác sĩ xem, anh hỏi từ bác sĩ xem có vaccine phòng bệnh chuột dài không? Phương Trì nói. Tôn Phấn Cử cũng nở nụ cười, có điều đau đớn trên ngón tay đã làm hắn nhanh chóng thu nụ cười lại. Được không vậy? Cảm giác mất máu nhiều quá rồi. Rửa sạch dùng cồn sát trùng, chẳng còn nửa tiếng, Phương Trì mới trả ngón tay lại cho Tôn Phấn Cử. Ây... Tôn Phấn Cử nâng ngón tay đã tê dại, đổ người xuống ghế sofa. Cậu còn biết giày vò người ta hơn cả con chuột. Ngủ đi. Phương Trì nhìn điện thoại di động. Còn một tiếng nữa phải dậy rồi, kịp chuyến xe sớm nhất. À. Tôn Vấn Cử cũng đáp một tiếng, kéo chăn nhỏ trên ghế sofa đắp lên người, chờ mình mặt hướng vào trong nhắm hai mắt lại. Phương Trì đứng lên bên cạnh ghế sofa sững sờ một lúc thì mới hỏi. Anh ngủ ở đây hả? Không phải hả? Tôn Vấn Cử chùm chăn nói, tôi lại lên trên cho con chuột ăn chắc. Vậy tôi lên trên ngủ. Phương Trì định lấy chăn đệm của mình mà chăn gối đã bị Tôn Phấn Cử giành mất. Cậu không thể làm gì khác hơn là xoay người đi lên tầng. Này, cậu nói xem. Tôn Phấn Cử chỉ lên đầu, chuột có khi nào lại chạy xuống dưới cắn tôi không? Anh ăn ngon tới thế cơ hả? Phương Trì sợ khóc sợ cười cũng nhìn hắn. À biết được. Tôn Phấn Cử nhìn tay của mình, tôi thấy thịt tôi non mềm lắm. Phương Trì cũng trầm mặc mất mấy giây rồi huýt sáo nhẹ, không đợi Tôn Vấn Cử phản ứng lại. Tiểu tử đã đẩy cửa phòng khách vọt vào, vẫy vẫy cái đuôi bộ dạng cực kỳ hào hứng. Làm gì đấy? Tôn Vấn Cử sợ tới mức suýt nữa thì ngồi dừng dậy. Tiểu tử nằm số nào? Phương Trì chỉ mặt đất, tiểu tử lập tức nằm nhòi trước ghế sofa. Phương Trì liếc mắt nhìn Tôn Vấn Cử. Ngủ đi, ngủ ngoan. Phương Trì đi lên tầng trở lại căn phòng của mình. Căn phòng này cậu từ nhỏ ở tới lớn, mỗi lần bước vào sẽ cảm thấy chân thật, mọi thứ đều là thứ cậu thân thuộc. Cậu đổ người xuống giường một cái, mỗi một vật dụng, mỗi một vết xước, thậm chí là cả mùi hương cũng thơm. Cậu đẩy thay lên kéo chăn ngửi thử, liền hắt xì hơi một cái. Đây là mùi trên người Tôn Vấn Cử, tới gần sẽ ngửi thấy được không phải nước hoa mà là mùi sữa dừa. Phương Trì cũng thở dài một hơi. Người đàn ông sắp 30 tới nơi rồi, ngày nào cũng dùng sữa tắm, sữa rửa tắm gội. Cậu xuống giường ngồi trước bàn học, lấy một bài thi hóa học từ trong ba lô vứt cạnh tường ra. Cậu đã buồn ngủ lắm rồi mà chỉ còn một tiếng nữa đã phải dậy. Dùng công lực của cậu, chốc nữa cậu căn bản không thể nào dậy nổi. Giấy rủa giữa thức hay là dậy trong đau khổ chỉ bằng không là ngủ. Cậu đặt bài thi lên trên bàn, mắt chạm phải bức tranh Tôn Phấn Cử vẽ trên bàn. Tiểu tử và ông bà nội đều là người đầu to, chân nhỏ, tròn tròn đáng yêu. Cậu đưa tay sờ. Nhớ lại ngón tay thon dài của Tôn Phấn Cử đặt trên dây đàn lúc kéo đàn nhỉ. Tôi cảm thấy da thịt tôi non mềm lắm. Phương Chỉ cau mày một tiếng, cúi đầu bắt đầu làm bài tập. Hóa học là cái môn cực kỳ đáng ghét. Phương Trì lần nào mở đề thi hóa học ra cũng đều có kích động hay là đi ngủ đi. Cắn răng nhảy cóc bài làm nửa buổi rồi cảm giác cũng chẳng được là bao. Cậu thở dài nhòi người ra bàn, nhìn tranh trên bàn gần người ngậm bút. Đầu kia gõ lên trên bài thi. Trên bàn công ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kéo ghế.
Phương Trì nhà mút ra đứng dậy đi tới cạnh cửa, nhìn trong khe cửa ra bên ngoài. Tôn Vấn Cử vừa quấn chặt chăn ngồi trên ghế, tiểu tử nằm nhòa trên bên chân hắn. Phương Trì có hơi không hiểu ra sao không mở cửa, sao anh không ngủ? Người đẹp chó nhà cậu. Tôn Vấn Cử quay đầu nhìn cả lại, lại nhìn tiểu tử nằm trên đất, ngủ còn nghiến răng kèn kẹt, ngủ ngay chép miệng đủ cả, ngủ thấy quái nào được. Có hả? Phương Trì suy nghĩ thử, anh ngủ không sâu đúng không? Có lẽ thế, Tôn Vấn Cử nói, cũng không nhất định, chín nông một sâu chủ yếu xem tâm trạng. Phương Trì đóng sầm cửa lại, ngồi trước bàn họp, nghe Tôn Vấn Cử ngoài ban công vẫn còn đang cười rất lâu. Sững sờ nhìn bài tập trên đề thi cả buổi, cậu thở dài rồi đứng lên mở cửa. Anh không ngủ thì vào nhà ngồi, bị cảm thì làm sao bây giờ? Cảm ơn. Tôn Vấn Cử cuốn chặt chăn đứng lên trên qua người cậu, vào trong phòng. Tiểu tử cũng vội vội vàng vàng mà chen theo, chui vào nằm sấp dưới bàn học. Phương Trì trầm mặc đóng cửa lại, cậu đã chẳng biết còn nói được gì nữa. Làm bài hả? Tôn Vấn Cử lấy bài thi của cậu lại gần nhìn. Ừ, Phương Trì đáp một tiếng. Dùng dịch ấy ấy đã axit hóa bởi axit sulfuric với nồng độ đã biết, chuẩn độ dùng dịch, hoàn thành phương trình ghi on dưới đây. Tuần Vấn Cử nhỏ giọng đọc đề, hoàn thành phương trình ghi on dưới đây, cái này mà cậu cũng không biết làm. Ấy 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 là cái gì? Phương Trì bất lực hỏi. Công thức phần tử đó, lười đọc. Tuần Vấn Cử nói, ấy ấy thêm ấy ấy gì đấy? Anh muốn làm thì làm đi. Phương Trì ngắt lời hắn, đừng đọc nữa. Tuần Vấn Cử cũng chẳng nói nữa, cầm bút cầu qua, cúi đầu xuống bàn. Phương Trì ngồi cạnh giường nhìn bóng lưng hắn cũng sững sờ. Một lúc sau Tôn Vấn Cử ném bút một cái đứng lên. Này, sao tôi lại phải làm bài tập hộ cậu? Tôi biết sao được. Phương Trì đi qua đẩy hắn ra ngồi xuống, phát hiện Tôn Vấn Cử đã viết được vài bài rồi, cũng chẳng biết làm đúng hay làm sai. Anh còn nhớ mấy thứ này cơ hả? Màng máng thôi. Tôn Vấn Cử đổ nhà xuống giường. Cậu làm tiếp đi. Anh học khối tự nhiên hả? Phương Trì quay đầu lại hỏi. Nhìn tôi giống học khối xã hội hả? Tôn Vấn Cử cười. Tôi nghĩ anh học khối mỹ thuật. Phương Trì nói. Cậu đúng là ngây thơ. Tôn Vấn Cử cười. Thế anh đại học học ngành gì? Phương Trì có hơi ngạc nhiên rồi hỏi một câu. Đầu của Tôn Vấn Cử đang gối lên tay nghiêng sang nhìn cậu. Tôi không đi học đại học. Ờ. Phương Trì ngẩn người qua một lúc mới quay lại nhìn trên bàn. À. Sau đó hai người cũng đều không nói gì nữa. Phương Trì vùi đầu làm bài. Tôn Vấn Cử cũng rất yên tĩnh nằm trên giường, nghe hơi thở chậm lại, có lẽ là đang ngủ. Tiểu tử dưới bàn học cũng gối chân lên đặt chân Phương Trì, cũng ngủ rất yên tĩnh, không nghe thấy nghiến răng ngáy ngủ hay chép miệng gì. Làm bài đúng là mệt chết đi được. Phương Trì vừa buồn ngủ vừa mệt, làm còn thấy rõ phiền. Chưa làm xong được một đề trước mắt đã nhòe nhoẹt đầy mặt, giờ lại sắp phải tới 5 giờ chuẩn bị thu dọn rồi ra ngoài, chuyến xe sớm nhất là 6 giờ. Vốn là khẩu không có ý định kịp buổi học hôm nay, quá sớm nhưng kiểu gì cũng không ngờ tới Tôn Vấn Cử, ngủ một giấc thôi còn bị chuột cắn. Cậu đành phải để Tôn Vấn Cử về thành phố sớm một chút, tìm vaccine phòng bệnh. Tôn Vấn Cử dựa vào đầu giường cũng ngủ rất say. Phương Trì do dự một lúc mới quay đầy hắn một cái. Này, dậy đi. Hả? Tôn Vấn Cử quả thực vẫn ngủ không sâu, đẩy nhẹ một cái đã hừ một tiếng. Đến giờ rồi, dậy chuẩn bị một chút rồi đi ra xe. Phương Trì nói. Không, Tôn Vấn Cử cứ mở mắt ra nhìn cậu một lúc. Tôi buồn ngủ. Và anh cứ ở đây chờ bệnh chuột dại phát tác đi. Phương Trì nói xong cũng xuống tầng. Rửa mặt xong, cậu nhìn thấy Tôn Vấn Cử cũng đã thay xong quần áo, xách ba lô đi xuống, mặt mày rất miễn cưỡng. Về thành phố rồi hàng ăn sáng, Phương Trì nói. Nấu ít cà cao nóng được không? Tôn Vấn Cử hỏi, dậy sớm dạ dày trống rỗng, khó chịu quá. Không có cà cao ăn hết rồi. Phương Trì suy nghĩ còn có một hộp sữa bò uống không? Cũng được, Tôn Vấn Cử cũng gật đầu đi rửa mặt. Hai người chuẩn bị xong ra sân sau chào tạm biệt ông bà nội thì đã dậy từ lâu. Bà nội xoa mạnh tay Phương Trì mấy cái. Ai, bảo bối của bà, cháu trai của bà lại phải đi rồi, chú ý sức khỏe, đừng để ông bà lo lắng. Vâng, Phương Trì gật đầu. Đặc sản núi rừng con bảo muốn mang về cho Tôn Thủy Cử. Ông nội cửa xách tới một cái, đều sắp xếp gọn gàng cho con rồi. Như vậy, Tôn Vấn Cử rất giật mình.
đều là thứ phơi khô rồi không hỏng. Bà nội nói, cứ ăn từ từ, ăn xong rồi lại nói với thằng ranh con bảo nó mang thêm cho con. Cháu cảm ơn ông bà. Tuần phấn cử xách cái bì nặng trình trịch qua. Hai ông bà cụ vẫn tiến bọn họ tới tận cổng thôn thì mới bị Phương Trì bảo đi về. Đưa tiến lưu luyến không đi làm, Tuần phấn cử xúc động khó giải thích được. Có điều tiểu tử vẫn theo sau bọn họ. Còn phải đi thêm một đoạn. Phương Trì cũng cầm túi trong tay hắn. Sớm thế này người trong thôn không có xe ra ngoài phải đi bộ. Đi một lúc không sao, không khí rất tốt. Tuấn phấn cử ngửa mặt lên hít một hơi, quay đầu lại nhìn tiểu tử. Không đuổi nó về hả? Sợ bảo nó về chắc chắn nó không về đâu. Phương Trì nói, rồi lấy sữa bò từ đầu đó ra cho hắn, rồi bóc gói bánh quy ra đưa cho tiểu tử hai cái. Chúng ta lên xe rồi tự nó biết quay về. Cậu đi hai ngày như thế, hoàng tổng ở nhà một mình ăn gì? Tuấn phấn cử nhét một ngụm sữa bò nóng, hộp còn hơi ướt. Có lẽ Phương Trì đã đồn qua hộp sữa bò trong nước nóng, làm hắn cảm động không thôi. Phương Trì có nhiều khi tỉ mỉ tới mức làm người khác phải bất ngờ. Thức ăn cho mèo, tôi có máy tự động cho ăn. Phương Trì nói, nó biết dùng hả? Không biết dùng, Phương Trì thở dài, bình thường toàn là đập cho một cái, giật từ trên xuống ăn. Nhưng mà thức ăn cho mèo lấy từ chỗ anh, nó thực sự thích ăn lắm. Không thì tới cuối tháng phát lương cho cậu đổi thành thức ăn cho mèo. Tuấn Vấn Cử nói, không, không được cho con mèo áo mèo ấy quen thói. Phương Trì tặc lưỡi ngấm lại liền quay đầu. Anh phát lương thật hả? Ừ, phát thật chứ. Tuấn Vấn Cử gật đầu. Không cần phát. Phương Trì có hơi lung túng. Mượn nhiều tiền như thế làm ít việc nhà cũng không sao. Nếu không phát lương thật thì chính là giấy bán thân đấy. Tuấn Vấn Cử nhếch khóe miệng nhìn cậu. Giấy bán thân, giấy bán thân, giấy bán thân đấy. Anh không chịu yên đúng không? Phương Trì cũng nhìn hắn. Rồi. Không cần lương, Phương Trì nói xong cúi đầu bước nhanh về phía trước. Tiểu tử nhìn hai người bọn họ lên xe khách, quay đầu lại thuận theo con đường đất trở về nhà. Trên chuyến xe sớm người cũng không nhiều, hai người bọn họ chiếm được chỗ ngồi cho hai người. Tổn Vấn Cử kéo cổ áo dựa vào cửa sổ liền nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Có điều người nằm trên giường còn không ngủ được, ngồi trên xe khách vừa ồn ào vừa sốc lại càng không ngủ được, cũng chỉ có thể làm tư thế nhắm mắt tự an ủi mà thôi. Phương Trì thì lại khác, thằng nhóc từ sau khi ngồi xuống đã ngả người ra sau, cúi đầu xuống liền bắt đầu ngủ, còn chưa tới 10 phút người đã lệch đi dựa vào người Tôn Vấn Cử. Tôn Vấn Cử cũng chẳng nhúc nhích, hai mắt cũng hé mở nhìn cậu. Cậu cũng biết chọn giường đấy. Phương Trì có lẽ cũng buồn ngủ thật, dựa vào người hắn ngủ rất say sưa. Tuấn Vấn Cử nhìn cậu chằm chằm một lúc, đưa tay nhẹ nhàng, nhéo một cái lên mặt cậu, cậu cũng chẳng động đậy. Tuấn Vấn Cử ngáp một cái cũng không chào cậu nữa, nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt thật rõ là mệt, bên trái còn có Phương Trì dựa vào, bên phải thì dựa lên cửa sổ xe, bởi vì mình khăng khăng phải ở lại một đêm kết quả còn bị chuột cắn, làm Phương Trì không nghỉ ngơi được tử tế. Việc này làm hắn rất ngại cho nên vẫn luôn không đẩy Phương Trì ra, cứ chịu đựng như vậy. Chịu đựng vẫn còn tạm được, chỉ có lúc xe sóc một cái, đầu của Phương Trì cũng sóc theo, tóc sẽ đảo từ trên mặt qua cổ hắn. So sánh ra thì chuyện này còn giặt vặt hơn người ta so với bị Phương Trì dựa vào. Xe bãi mới vào tới nội thành, cũng không biết là thứ gì cho phải Phương Trì có đột nhiên giật mình tỉnh dậy, sau đó phát hiện một cái ngồi ngay ngắn, mê hoặc nhìn chỗ dựa xe lưng ghế phía trước, qua cả buổi mới quay đầu nói một câu, xin lỗi. Tuấn Vấn Cử xoa bờ vai sắp cứng đờ. Trong đầu cậu có máy hẹn giờ hả? Tới là tỉnh. Không, đột nhiên tỉnh lại. Phương Trì cái đầu lại lặng lẽ liếc nhìn bả vai Tuấn Vấn Cử. Không chảy nước miếng. Tuấn Vấn Cử thấy được ánh mắt của cậu, không thì tôi đã sớm tát văng cậu ra rồi. Xe tới thảm cuối, hai người xuống xe chuẩn bị gọi xe đi. Anh đi tìm đi đã. Phương Trì lấy điện thoại ra tra địa chỉ, chỗ tìm phòng gần nhất ở gần trường học tôi. Đến đấy tìm đi. Tôi phải về nhà cất đồ thay quần áo ăn gì đã. Tuấn Vấn Cử nhíu mày, giờ này người ta còn chưa mở cửa đâu. Anh đừng có không đi đấy. Phương Trì nhìn hắn rồi nghi ngờ. Đi, đi chứ, chắc chắn đi. Tuấn Vấn Cử nói, tôi cũng không muốn bị bệnh chuột dại. Vậy anh gọi xe về trước đi. Phương Trì nhìn thấy ven đường có một con xe taxi. Anh ngồi xe kia đi. Phương Trì. Tuấn Vấn Cử nở một nụ cười gọi.
Trong mắt cậu tôi gì cũng không biết làm phải không, xe cũng không biết gọi. Phương Trì liếc mắt nhìn hắn. Đúng rồi đấy. Cút đi. Tôn vẫn cử đi về hướng cái xe kia. Thôi, cậu mau chóng đến trường học đi. Buổi chiều đừng có quên tới nấu cơm, tủ trong phòng cũng phải dọn. Còn chưa nói xong hắn đã quay đầu lại, nhìn thấy Phương Trì đã gần như là chạy chậm đi, hắn cười rất vui vẻ. Lúc lái xe tới gần cổng khu nhà, điện thoại Tôn Vấn Cử vang lên, hắn lấy ra nhìn trên màn hình về là lại tên Tôn Gia Nguyệt. Còn chưa tới 9 giờ, Tôn Gia Nguyệt đã có lẽ là gần 10 năm không dậy vào giờ này rồi. Chuyện gì? Tôn Vấn Cử nghe điện thoại. Em không ở nhà hả? Tôn Gia Nguyệt hỏi. Ừ, Tôn Vấn Cử ngần người, sao chị biết? Còn không ở nhà thật hả? Tôn Gia Nguyệt nở nụ cười cực kỳ vui mừng. Chỉ nói cho em biết em sắp làm Tôn Gia tức chết rồi. Tới chặn em còn chẳng gặp được người. Chỉ cả tìm em. Tôn Vấn Cử rất giật mình. Giờ chắc vẫn còn đang ở đấy. Tôn Gia Nguyệt còn đang cười. Có muốn gặp bà ấy hay không tự em quyết định. Đừng có nói với bà ấy là chỉ nói với em bà ấy để tìm em. Ừ. Tôn Vấn Cử đáp một tiếng rồi ngắt điện thoại. Tâm trạng vốn đang rất tốt chỉ vì cú điện thoại này đột nhiên toàn bộ đều tan tành. Tôn Vấn Cử nhìn người đang đi làm, đi học ngoài cửa xe, nhíu mày cố gắng đè nén khó chịu trong lòng. Tôn Giao là trợ thủ đắc lực kiêm tâm phúc của cha. Cho dù là giữa bà và mẹ hay giữa bà và hắn, Tôn Giao mãi mãi vẫn sẽ đứng về phía bà. Chỉ cả lớn hơn hắn 8 tuổi này đối với Tôn Vấn Cử mà nói, giống như tác phẩm phục chế của cha vậy. Tùy nhìn qua rất dịu dàng, thế nhưng trong xương Tùy lại cứng rắn giống ông, lý tính giống ông cũng hắn làm hắn không muốn lại gần như vậy. Không có nguyên nhân cực kỳ cấp thiết, Tôn Giao sẽ không tới tìm hắn, nếu như đã tới tìm hắn lại còn dùng cách khiến hắn không thể nào tránh được này, vậy thì chắc chắn bà muốn tìm hắn. Nghĩ tới những điều này, Tôn Vấn Cử liền bụng bực cũng mất tập trung, nếu không phải còn đang mang theo cái ba lô còn có một túi tiệc đặc sản núi rừng, hắn thực sự chỉ muốn bảo xe taxi dừng lại tùy ý xuống xe chỗ nào đó. Có điều với cách làm việc của Tôn Giao không gặp được hắn có lẽ không đi. Xe taxi dừng ở ngoài cổng, Tôn Vấn Cử nhìn thấy xe của Tôn Giao và tài xế ngồi trong xe. Hắn xách theo ba lô và túi ẩm ẩm đi qua sân vào nhà. Quả nhiên Tôn Giao đang ngồi trên ghế sofa chậm rãi uống trà, nghe thấy hắn vào nhà quay đầu lại cười. Về đây hả? Ừ, đi leo núi với bọn bác Văn. Tôn Vấn Cử bỏ ba lô vào cái bị về bên cạnh tường. Vậy thì nhanh chóng tắm gội đi đã, Tôn Giao nói. Không cần, Tôn Vấn Cử đứng trước mặt cô, chuyện gì? Cứ đi thu dọn đi đã. Tôn Giao mặt mày cau nhẹ đẩy hắn một cái. Cả người bụi bặm đất đai, chốc nữa nói chuyện tiếp. Em chốc nữa còn phải ra ngoài, Tôn Vấn Cử nói thẳng. Vừa về thì đã lại ra ngoài hả, em cũng chơi quá. Tôn Giao thở dài, nếu như lại là chuyện quay về làm gốm thì cũng không cần nói gì nữa. Tôn Vấn Cử cởi áo khoác đi vào phòng ngủ, cầm quần áo đi ra vừa thay vừa nói. Chuyện này những gì em nên nói thì đã nói hết rồi, nên ẩm ý thì cũng đã ẩm lên rồi, nên đi đào đất cũng đã đào. Vấn Cử, em có biết là vấn đề của em không phải ở chỗ em có đi làm gốm hay không, mà là thái độ của em với ba hay không hả? Tôn Giao cầm cốc trà đi tới cạnh cửa sổ phòng khách. Thái độ của em với ông ấy chính là vì thái độ của ông ấy đối với em. Tôn Vấn Cử thay quần áo xong cũng đi ra. Thôi em cũng không muốn lặp đi lặp lại mấy câu nói đấy nữa. Nói thì đã bao nhiêu năm rồi, em cũng chẳng tìm được từ mới nữa. Chỉ không tài nào hiểu nổi sao em lại có thể tùy hứng thế. Tôn Giao nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ cả nhà hiểu rõ nhất chính là em. Ai cũng toàn tâm toàn ý với em, còn em thì sao? Chuyện gì cũng lấy mình làm trung tâm. Mình không muốn, mình không thoải mái, mình không thích, mình nghĩ thế nào mình muốn. Chỉ cả, Tuần Vấn Cử ngắt lời cô, nói vào chuyện chính đi. Được, Tuần Giao xoay người nhìn hắn. Em có thời gian một tháng nghiêm túc suy nghĩ những chuyện này, tiền đồ của em, quan hệ giữa em với bà, quan hệ giữa em với cái nhà này. Tuần Vấn Cử chẳng nói gì. Nếu như em còn kiên trì muốn như bây giờ, nếu như em không định cúi đầu nhận thua với bà khăng khăng cố chấp như vậy. Tôn Giao khoanh tay, mũi chân nhẹ chạm vào sàn nhà, thì căn nhà này cùng với kinh tế của em sau này cũng đừng dựa vào ba mẹ nữa. Tôn Vấn Cử nhìn cô vẫn không nói gì, chỉ nói rõ chưa, em phải về nhà nói chuyện rõ ràng với ba không thì. Ánh mắt Tôn Giao giống cha cô vô cùng, cứng rắn cũng ngập tràn đe dọa. Giờ em còn bao nhiêu tiền chị không quan tâm,
mà cũng chỉ có từng đó căn nhà này tháng sau sẽ bán đi. Em biết rồi.